Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào ngày hôm qua, các thông tin truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trích dẫn một thông báo từ Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng trên toàn quốc có 48 con sông có mực nước đã vượt quá mức cảnh báo lưu vực sông Châu Giang và một số nơi đã xảy ra lũ. Tuy nhiên, theo tin tức lan truyền trên Internet, 11 tỉnh bao gồm Hồ Nam, An Huy, Quảng Nam, Quảng Tây, Hồ Nam và Phúc Kiến bị lũ lụt nghiêm trọng, thậm chí nhiều thành phố bị ngập lụt và đường phố biến thành sông. Các kênh truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ nói chung về con số thảm họa, nhưng không có thông tin chi tiết về trận lụt. Các chương trình TV, trang web và trang chính thức những video về cuộc chiến ở Nga và Ukraine xa tít mù khơi làm chủ đạo, khiến cư dân mạng Trung Quốc thở dài và không biết họ đang sống ở Trung Quốc hay một nước nào khác. Thưa quý vị, trước đó vào ngày hôm kia, trên trang nhất của China Morning Post đăng tải bài viết cho biết, tỉnh trưởng tỉnh Hồ Nam đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tối qua sau khi mực nước tăng mạnh, đã khiến hai con đập bị vỡ và khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Ít nhất 10.000 người đã phải sơ tán trong đại dịch vẫn đang hoành hành, khiến cho tình cảnh của người dân nơi đây càng trở nên khó khăn hơn. Các quan chức và thành phố Hành Thiệu Dương và Trương Đàm đã cảnh báo người dân rằng đập thủy điện dọc sông Dương Tử đã bị vỡ vào lúc 17 giờ 45 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương, và đập Lạc Dương cũng là vấn đề tương tự vào lúc 18 giờ 50 phút. Kể từ đầu tuần, các cơn bão đem theo lượng mưa lớn làm cho mực nước tăng lên thêm 20 cm và gây ra sự cố nặng, gây lũ lụt ở hạ lưu sông Dương Tử. Các đập khác còn lại thuộc hạ lưu sông Trường Giang hiện đều có lượng nước cao vào ngày hôm qua và đang được theo dõi kỹ lưỡng. Tỉnh trưởng của Hồ Nam cho biết, vào hôm kia chính quyền đã nắm được về những hư hại của các đập trong một khoảng thời gian, bằng cam kết sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm trước sự thiệt hư hại được mô tả là khủng khiếp này. Một quan chức thành phố Tô Châu cho biết thêm, mực nước lũ được dự kiến sẽ cao hơn 1,5 mét so với một trận lũ lớn nhất vào năm 1986. Theo ông Đỗ Gia Hào, bí thư Hồ Nam cho hay, trận lũ hiện tại được dự đoán là trận lũ 1.000 năm xảy ra một lần. Theo Cục Khảo sát Địa chất Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đánh giá thuật ngữ lũ 1.000 năm ám chỉ rằng, hiện tượng này chỉ có tỷ lệ 0,002%, tương đương 1/1000 khả năng xảy ra trong một năm nhất định. Trận lụt năm 1986 là trận lụt 100 năm mới có một lần, còn tình hình hiện tại được dự đoán là 1.000 năm. Ông Hào nói, Ủy ban phòng chống lũ lụt và thiên tai do quốc gia Trung Quốc đã kêu gọi mọi người sống, 200.000 người chết. Được biết, Hồ Nam đã huy động 300 thành viên của lực lượng công binh Hồ Nam và hôm qua đã hỗ trợ sơ tán người dân và xử lý các vấn đề khẩn cấp. Thị trấn Cát Châu có khoảng 183.000 dân. Chính quyền cũng đã thiết lập những mái ấm tạm thời cho người di tản. Trận lũ xảy ra vào thời điểm Hồ Nam cũng đang phải gồng mình chống dịch. Tại các vùng lân cận, mưa lớn đã cuốn trôi tuyến đường sắt, vô hiệu hóa mạng lưới đường bộ, biến một sân vận động thành hồ bơi. Ở Vũ Hán, cơ quan quản lý đường sắt ngừng hoạt động 17 tuyến, tổng cộng có 45 tuyến đường trong thành phố bị ngập lụt và xe hơi không thể đi lại. Tuy nhiên, con đường đến sân bay quốc tế Thiên Hà của thành phố được nối lại. Sau khi được phong tỏa một ngày trước đó tại tỉnh An Huy, một số điểm du lịch ở huyện Doanh Trại, thành phố Lục An bị đóng cửa do lở đất và sụt lún đường xá. Chính quyền địa phương đã giải cứu nhiều quan chức bị mắc kẹt. Các trận mưa xối xả khiến cho các nhà chức trách nâng cảnh báo lũ lụt quốc gia lên cấp 3 những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ như các tỉnh thành Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và Trùng Khánh. Cũng như An Huy, thiệt hại kinh tế ước tính trước mắt là khoảng 850 triệu đô la. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tháng 8, thậm chí là sang đến tận tháng 9 trên khu vực miền Nam và miền Tây của Trung Quốc. Giang Duy Sinh, phó kỹ sư trưởng của Văn phòng Kiểm soát Lũ Hồ Bắc cho biết, chính quyền đang rất rối ren về tình hình lũ lụt ở các khu vực sông Dương Tử và Vũ Hán. Cộng đồng mạng quốc tế đã có nhiều bình luận trái chiều khác nhau về vấn đề này. Đại đa số các Facebooker đều hả hê về những gì Trung Quốc đang phải gánh chịu. Họ cho rằng đó là những gì quả báo mà ông trời, mẹ thiên nhiên đã dọn bàn tiệc mưa lũ và thiên tai dành riêng cho Trung Quốc. Số đông còn lại thì cho rằng người dân vô tội Trung Quốc không phải gánh hậu quả như vậy, vì những người phải chịu sự trừng phạt ở đây đó là ông Tập Cận Bình và bè lũ của ông ta. Trung Quốc ngày nay thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Nhiều năm qua Trung Quốc tích trữ nước đẩy các con sông chảy về Việt Nam bị hạn hán, nay thời gian đã trả lời cho chúng. Gieo gió thì sẽ ắt sẽ gặp bão, Bắc Kinh muốn gì thì sẽ được nấy. Muốn nước có nước, muốn biển thì có ngày sẽ có biển. Tình trạng rối loạn thời tiết hiện nay có công đóng góp lớn của cái lòng tham bá chủ và vô đáy của Trung Quốc. Ông cha ta đã nói rõ, vua chúa ác thất đức thì dân lãnh đủ thiên tai lũ lụt triền miên, sông băng hủy diệt. Chính là bởi vì lãnh đạo Trung Quốc quá tàn ác nên thiên tai hoành hành vậy mà còn muốn thôn tính Việt Nam ta. Chắc chắn những thiên tai như thế này sẽ không dừng lại ở đây. Mẹ thiên nhiên sẽ tiếp tục giáng nhiều đòn chí tử nữa xuống cho đất nước của họ. Hôm nay là người dân lương thiện vô tội thì chắc chắn ngày mai không còn ai khác, đó chính là những tên sói lang mặt người tính thú ở Bắc Kinh, bao gồm ông Tập Cận Bình. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, từ nay đến ngày cuối tháng 7,
lưu vực sông Dương Tử sẽ có đợt mưa lớn thứ 6 kể từ mùa lũ. Mực nước sẽ cao hơn mực nước cảnh báo, gây ra mối đe dọa vô cùng nghiêm trọng đối với khu vực sông Dương Tử. Các chuyên gia thủy lợi của Ủy ban sông Dương Tử đã phân tích rằng, khu vực sông Dương Tử tại Vũ Hán hiện đang bị lũ lụt tấn công theo bốn hướng. Một là lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử, từ Nghi Sương trở lên. Thứ hai là lũ ở lưu vực hồ Động Đình. Thứ ba là lũ ở các nhánh sông giáp hồ Bắc. Thứ tư là lũ do ảnh hưởng của lũ lụt, mực nước cao ở lưu vực hạ lưu hồ Bà Dương. Sáng qua, một công dân của thành phố Cửu Giang ở vùng hạ lưu Vũ Hán nói rằng, ông đã nhận được thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, chính quyền Trung Quốc có thể sẽ xả lũ ở 6 khu vực quanh Vũ Hán, khiến lũ tràn ngập 6 khu vực này để bảo vệ Vũ Hán. Ngoài ra, trên mạng Internet còn truyền ra video chưa được xác thực cho thấy, chính quyền cũng có thể sẵn sàng bảo vệ Vũ Hán và từ bỏ Bà Dương, nếu cần thiết có thể cho nổ đê hồ Bà Dương để hạ thấp lũ ở Vũ Hán. Đoạn video cho thấy các xe quân sự được xếp hàng ở hai bên kéo dài cả km, nhưng không rõ video được quay ở địa điểm nào, cũng không biết trên xe đang chở những gì. Kính thưa quý khán thính giả và các bạn, lũ lụt vẫn tiếp tục lan tràn ở miền Nam Trung Quốc. Trong lưu vực hồ Bà Dương của tỉnh Giang Tây, ba trạm thủy văn gần đây đã phá vỡ các mức cao nhất trong lịch sử, nhiều con đê bị vỡ. Một số dân làng ở Giang Tây nhớ lại khoảnh khắc chạy trốn khỏi tử thần lúc vỡ đê, chạy điên cuồng 5 km, đôi bàn chân run rẩy. Các nguồn tin cho biết, vào lúc 21 giờ ngày hôm kia ngày 17 tháng 7, mực nước của trạm Bà Dương trên sông Nhiêu ở Giang Tây đã phá vỡ mức cao nhất lịch sử là 22,61m vào năm 1998 và đạt 23,65m. Tính đến 7 giờ ngày hôm qua, mực nước của trạm Bà Dương đã lên tới 23,74m, vượt quá mực nước năm 1998 thêm 1.1m và vẫn đang tăng. Làng Song Phong và Song Cảng của thị trấn Song Cảng gần lưu vực sông Nhiêu của hồ Bà Dương rơi vào tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Con đê Song Phong Nam Vu là con đê đầu tiên ở hồ Bà Dương để bảo vệ các thôn làng Song Phong, Song Cảng. Con đê Nam Vu từng chống chịu được trận lụt năm 1998. Vào tối ngày hôm qua, trên bờ đê của hồ chứa nước Bác Sĩ ở thị trấn Song Cảng, huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Bành Phương Lạp, một người dân ở làng Song Phong, đã chống chọi với lũ lụt trong nhiều ngày. Hai ngày trước, Bành Phương Lập đã đứng trên đê Song Phong Nam Vu và bắt đầu bảo vệ đê cho đến khi trận lụt phá vỡ đê hoàn toàn. Lúc đó đã là 4 giờ sáng ngày hôm kia, Bành Phương Lập nhớ rằng, nước mỗi lúc rò rỉ một nhiều, và mực nước của dòng sông cũng đang dâng gần đến độ cao của đê. Đột nhiên gió lại thổi, thậm chí thổi rất lớn. Nước tràn qua, máy không tài nổi, lỗ hổng đột nhiên lớn hơn, nước tràn vào. Trong lúc nước ồ ạt chảy, Bành Phương Lập nghe thấy một chỉ huy hét lên, tìm chỗ cao hơn, ở đây không giữ nổi nữa, hãy bảo vệ mọi người trước. Bành Phương Lập, người quen thuộc với địa hình, đã dẫn những người xung quanh chạy bán sống bán chết một mạch 5 km. Khi Chu Hồng Lĩnh, phó thị trưởng của thị trấn Song Cảng nhìn thấy Bành Phương Lập, câu nói đầu tiên mà ông nghe thấy là, bây giờ tôi rất sợ, chân tôi run rẩy, nếu chúng ta chạy chậm một bước, tất cả chúng ta có thể bị cuốn trôi. Lúc đó xảy ra tình trạng là càng nhiều người muốn chạy, họ càng không thể di chuyển. Bành Phương Lập nói, cho đến bây giờ, chân anh vẫn còn đau. Sau khi con đê đầu tiên thất thủ, chỉ trong 2 giờ, trận lụt đã làm ngập hơn 22.000 mẫu đất nông nghiệp, tràn đến nhà người dân trong làng. Sau khi đi qua đê Song Phong Nam Vu, cơn lũ đã dừng lại trước con đê của hồ chứa nước Bác Sĩ. Ban đầu đây là con đê bảo vệ của hồ thủy lợi, và giờ đây nó đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng để ngăn chặn lũ lụt. Có 5 ngôi làng bên dưới hồ chứa, và xa hơn là thị trấn Song Cảng. Bành Phương Lập chỉ vào hồ chứa và nước lũ trước mặt, trước khi lũ lụt, vùng đất nông nghiệp bên dưới này thấp hơn mặt nước của hồ chứa và được tưới nước bởi hồ chứa. Mực nước lũ hiện cao hơn mực nước hồ chứa, sâu ít nhất 5.5m. Bành Phương Lập đánh giá độ sâu của trận lụt. Nhà của Bành Phương Lập nằm ở hạ lưu của hồ chứa. Theo cách nói của anh thì bề mặt của nước lũ cao hơn ít nhất 2 tầng so với mái nhà. Theo số liệu quan sát của Cục Thủy văn của Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, đỉnh lũ của sông Dương Tử đã tràn qua sông Cửu Giang ở Giang Tây lúc 18 giờ tối ngày hôm qua và tràn qua miệng hồ Bà Dương lúc 20 giờ tối cùng ngày. Vào lúc 23 giờ đêm ngày hôm qua, một đợt lũ khác tràn qua thượng nguồn Hán Khẩu, Hồ Bắc. Cục Thủy văn của Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử dự đoán rằng, vào sáng sớm ngày mai, đỉnh lũ sông Dương Tử sẽ tràn qua trạm quan sát Đại Thông ở ngoại ô thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy. Mực nước có thể dâng lên khoảng 16,3m sau đó. Nước có thể dâng lên khoảng... Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!